Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay chúng mình sẽ làm cái clip để đánh giá và trải nghiệm với lại mọi người cái quá trình mình chơi game này như thế nào nhé. Mình sẽ tổng kết ra những cái phần kinh nghiệm của mình để cho anh em chơi game mình được tốt hơn. Đây là game MU vượt thời đại mọi người ạ, có số lượng tải rất là lớn luôn. Với lại là mình được quan tâm rất nhiều đến cái phần game này. Cho nên mình sẽ làm tiếp tục video về cái game này nhé mọi người ơi. Đây là phần bán hàng của mình này. Đây là phần bot gui các bạn. Mình bán được găng bạch kim này với lại 410 được 410 thuế 10%. Ok. Đang lấy AP bot gui. Nếu mà anh em mà là nông dân hết, anh em nên vào phần truy hồi này, anh em vào phần truy hồi một phần, anh em lấy hết những cái phần này nhá. Nó rất là có ích. Rồi, đấy, đây là phần của mình. Tiếp đó thì anh em sẽ cần phải săn cái phần bot. Ví dụ như là cần cần với con này, anh em bấm vào phần theo dõi trên này này. Đó, ví dụ mình sẽ lên quất của mình chẳng hạn. Bot thế giới này. Khi nào mà anh em đứng top thì anh em nên đánh nhé, còn không đứng top thì thôi. Đây, nên là ví dụ như là mình đang có top đây. Thì anh em sẽ được phần 2, cái phần huy chương. Một cái là giết bot nhiều nhất, hai cái là cái tổng lượng đam nhiều nhất ấy, thứ hai là cái giết bot cuối cùng đấy, thì anh sẽ được phần hai phần huy chương ấy, thì là sẽ là được mở ra được khoảng ba cái món đồ, ba món đồ anh em sẽ bán ra được tầm khoảng 700 phần điểm ngọc, nó rất là có ích luôn. Khi nào mà bị KS thì anh em nên tránh xa ra, nếu mà KS được thì KS, không KS được thì thôi tránh xa ra, quay trở lại mình để dịp khác mình đánh, không cần phải tranh nhau đâu. Bốt thì nó ra liên tục mà. Có thể là lúc này mà mình chưa đánh được thì nhường cho người ta đánh trước đó. Những lúc mình bị KS mà, thế là thôi mình cứ kệ, mình cứ đi ra ngoài thôi. Không cần đâu. Có ba loại bốt này, bốt thế giới này, bốt trên chiến trường cổ này, bốt cá nhân này. Bốt cá nhân thì không cần phải nói rồi. Thì anh em không cần phải KS với ai rồi, nhưng mà cái bốt hai loại bốt anh em phải cần phải tính toán một chút thì mới chơi chơi được nhiều. Cái thứ hai là cái phần ui giời, cấp 185 này, nó bem mình này. Thôi kệ nó đi nhỉ, nó ui, nó vượt được đấy. Hơi đen luôn các bạn. À, như vậy là định thịt mình nhưng mà không kịp. Ui, đam to vãi. Như vậy là mình không ăn được rồi. Như vậy là mình không ăn được con này rồi, một cấp 185. Thôi mình thoát đi nhỉ. Đó, như là vậy là bị KS rồi các bạn ạ. Thì anh em thoát ra ngoài thì nó không bị bất lượt đâu. Mình thử rồi. Đây, boss thế giới này. Đây, vẫn còn đủ 3 lượt nhá. Đấy. Không thì đánh con này. Đánh con Lost Tower ở tầng 7 này. Mình vẫn được cái huy chương mà. Căn bản là ra được cái đồ để mà bán lấy ngọc thôi, chứ còn cũng không có quan trọng lắm. Hết rồi, bán hết đồ rồi. Đây, cái đồ thì mình cộng 11 hết rồi. Các cái đồ này anh em có thể phần lấy phần ngoại hình ở đây, thiết lập ngoại hình ở đây đấy, để lấy cái màu này hoặc là lấy màu này tùy anh em đó. Lại là thế minh nào đây? Khổ vãi chưởng luôn, cái game này tầm này tưởng là các bác ăn cơm hết rồi, hay là các bác vẫn còn chơi à? Chắc là ăn được con này các bạn. Một là đánh bốt thì phải, một cái huy chương nữa là đam to nhất thì phải. Có hai cái phần là huy chương thôi, quên mất. Em cố gắng đánh lấy cả hai thì ba con thì sẽ được 6 cái phần huy chương rồi. Mitsushi kinh vậy, đông người vậy, tranh nhau kê vậy. Ui, Mitsushi lên nhanh cao đấy. Ui, lên đến gần 1 triệu rồi.
À nhưng mà chắc là cũng không vượt được đâu. Gì vậy? Chẳng nhẽ mình lại đen thế, không ăn được. Ủa, Mitsushi. Cao vãi trưởng luôn. 2,4 triệu rồi. Robot này cũng sắp chết rồi. 2,6. 2,7. Đẹp vãi trưởng luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, thương. 3,4. Ủa, ông cấp cấp 185 thì thật nào. 4, 3, 2, 1. Ok. Không biết là ai được đây. À mình vẫn được các bạn này. Vẫn bị nó KS nhưng mà may quá là nó lại bận đánh mình, nó không lên được. Đấy, các bạn được hai cái huy chương bạc. Làm kiểu gì các bạn cũng có đồ ván. Đó. Có đồ ván thì kiểu gì cũng bán được, hình như là mấy ông GM mấy ông mới tự mua hay sao, làm gì có ai mua đâu mà nhiều thế, nhưng mà ông ấy sẽ mua hộ cho mình hết. Đấy, ví dụ như này là được 360 rồi, ngày mai vào kiểu gì cũng bán được, chắc chắn nó sẽ bán được, 100% sẽ bán được. Kinh nghiệm của mình à. Đài bút chiến trường cổ thì đi con thấp thấp thôi. Đi con này. Con thấp thấp thì còn không bị KS. Mấy con rồng vàng này thì sẽ có độ lao lực này, anh em tấn công nó thoải mái. Rơi được khá là nhiều đồ đấy, những lúc rơi ra được đồ ngon đấy, đồ đó. Ồ, cũng không ai ấy này, ngon. Cứ con nào không bị KS là anh em mà cứ thế mà vào chiến rồi. Còn một cái nữa là cái phần nhiệm vụ săn tiền thưởng thì phải, cái nhiệm vụ đấy làm rất dễ thôi. Nhưng mà nó lại làm khá là lâu, mất tầm khoảng 25 phút một cái nhiệm vụ thì phải, mình nhớ không nhầm. Đi đánh quái xong rồi còn chụp ảnh gửi về nữa, cái nhiệm vụ đấy cũng được thưởng khá khá, mọi người nên làm. Nên là ưu tiên làm cái nhiệm vụ đấy. Ví dụ như sáng dậy đánh răng chẳng hạn thì bấm nút một cái xong rồi đi đánh răng xong rồi vào là game nó làm xong nhiệm vụ rồi, rất là nhanh. Có một cái nữa là cái phần đi Devin lúc 8 rưỡi tối mọi người cũng phải đi. Nếu như muốn lên cấp nhanh, mình thì mình lười. Chơi khoảng 2 tuần rồi mới lên level 170, khá là chậm. Bởi vì là mình còn đi làm, lúc rảnh thì mình mới vào thôi. Đây là cái dương vàng này, này mọi người ạ. Rồi chúng ta đi ra thịt mấy con rồng này. Đó, nhiều lúc cũng được đồ ngon phết. Thịt con rồng này đi. Được một ít điểm. Ô, con Gobi thì không ai thèm đánh nữa các bạn. Chắc là con này cùi quá, không ai thèm đánh luôn. Con này cùi quá, không ai thèm đánh. Kệ, mình làm là review mà đúng không? Mình làm review cho anh em xem mà. Không biết là có bán được đồ nào không? Ồ, có cả Ngọc Maya kìa. Ngon chưa? Cái phần đan XP mà người nên nhặt nhá. Như vậy vừa rồi là mình suýt nữa mình bỏ ra ngoài. Một cái nữa là đây là ví dụ cái độ lao lực này đầy gì mình không đánh được thì mình thôi mới thoát ra ngoài. Ô, nhưng con rồng này cũng không ai đánh à, mà quất luôn con rồng này mọi người, chả tội gì. Đây cái phần điểm kinh nghiệm là người cũng phải để ý nhá, ví dụ như là anh em được khoảng mấy trăm anh em phải lên lên vào vùng đất ma để trên quái, vùng đất ma nó sẽ rơi ra rất nhiều những cái đồ đạc các thứ, xong rồi ngọc nghiếc phụ kiện để ép. Giờ mình đã làm xong rồi, thoát thôi. Đây ví dụ như vùng đất ma này anh em, mình có 201 điểm này, chọn cái vùng đất mà phù hợp nhé mọi người.
chọn vùng cao quá là nó cũng không đi được đâu. Mình đang ở đây thì thôi ở đây thôi. Vùng đất ma nó sinh ra nhiều thứ lắm, tha hồ cho mọi người luôn. Đây, ví dụ như con này không được đúng không, lại mang đi bán, mà bán kiểu gì chắc chắn cũng sẽ bán được. Đó là cái cách kiếm điểm ngọc này mọi người nhá. Đan XP này, dương vàng này. Dương vàng ít ra ít nhất nó cũng sẽ ra một đồ. Mình chưa thấy cái dương vàng nào mà không ra đồ cả. Con này còn ra hai đồ này. Ô, hết rồi. Đây còn có cái dương vàng nữa mà mở nó thế. Đấy. Đây con này ra một đồ thôi. Kiếm cái điểm ngọc này dễ lắm, nhưng mà mình mua ngọc sâu mình đã đập hết đồ này lên cộng 11 hết rồi. Thỉnh thoảng là mọi người phải vào phần đấu giá này xem là có đồ gì phù hợp với là mình không, cho nó anh em đấu giá luôn. Ví dụ như con này. Đó, con này mới có 360 quất đấu giá luôn. Mà cũng là bản giá tranh mình thôi mà. Đây là của Chí, nghĩa là mình là trên mẫn thôi, mình không phải chơi chơi, chơi Chí các bạn ạ. Cánh ép này, cánh cái phần cánh cấp 1 này thì cũng không cần mua đâu, bởi vì là mình tự ép ra được mà. Đây cánh cấp 2 này. Toàn đồ Chí là không có đồ, không có đồ chiến. Ồ, không có. Thỉnh thoảng là các cái phần đấu giá vui cũng rất là hay. Các bác ở trong vui các bác sẽ bán ra những cái đồ mà người ngoài không mua được. Đó là phần thứ hai. Ôi, mình bán ra này các bạn có thân thể xem này. Mình bán ra đây nhiều lắm. Rồi nó lưu được có 3 ngày thôi. Ok, sau khi mà hết phần độ sôi nổi cho vùng đất ma mọi người tiếp tục nhé. Để mình thoát ra. Đây mọi người mình đang ở ngày 13 rồi. À có cái phần cầu nguyện đấy mọi người nên vào đây để cầu nguyện này, lấy 600 điểm. Đây là cầu nguyện điểm bằng kim cương thì anh em sẽ nhận điểm kinh nghiệm nhá, một tuần một lần 12,67 tỷ. Đã cả thưởng. Đâu nhỉ? Đây này. Mỏ đây, mỏ người này thì mọi người nên ưu tiên là nếu mà có điều kiện thì dùng game để nâng cấp lên cái món cuốc ngon nhất này. Mình tiêu hết kim cương mất rồi. Lấy phần cuốc ngon nhất thì sẽ ngon, thì sẽ được nhiều đá hơn, ngon hơn. Tranh cấp mỏ này, tranh cấp mỏ thì mình ít khi mình làm. Đây có cái phần nhiệm vụ tiền thưởng này. Mọi người nên làm cái này bởi vì là nó sinh ra khá là nhiều điểm kinh nghiệm, các thứ. Nhiệm vụ gu thì mọi người nên lấy cái nhiệm vụ A này nhé, nên là nhiệm vụ A này thì nó sẽ được nhiều cái điểm danh vọng này, đó đây điểm EXP này. Ui sợ nó bảy cho mấy quẹt xong hết rồi. Phần thần binh này thì mọi người thì có gì mọi người cứ nâng đấy thôi. Mình không có gì bắn cả cái phần thần binh này cả, có gì nâng hết luôn. Nâng cho max lên hết đi. À cái phần kỹ năng này. Phần kỹ năng này mọi người nên đọc kỹ cái phần cái phần thiên phú của nó ở đây là đây nhé mọi người. Xong mọi người có thể tự nâng cấp theo cái phần sở thích của mình. Mình thì mình nâng cấp cái phần này mắc rồi để tăng phần né tránh. Khi đi PK với các thứ cho nó dễ.
tùy mọi người nhé. Còn đây là phần để này để trên quái mình thì mình nâng mắc hai cái này, tùy mọi người nên đọc. Ví dụ như là mọi người mà đánh cung cung chí cung 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 mà gọi bét gọi có bét ấy, thì là dùng hai cái bên này, mình thì dùng cái bên này thôi. Đây là đền lên trên chân quái, tùy mọi người. Cái này thì mình không có phần ý kiến thì mọi người đọc phần kỹ phần thiên phú đó, xem là nó nâng cấp lên nó được cộng cái gì thì mọi người nâng cấp vào cái ok. Xong rồi. Ồ, ví dụ như anh em con này không có A thì mình lại làm mới hết. Đấy là hai cái A này nó lại tiêu diệt ma lửa này, lấy nhiệm vụ. Cứ căn nhiệm vụ A mà làm. Rồi, quái đẹp phết rồi mọi người. Đúng là game mà nó mua bản quyền nó khác, toàn những quái truyền thống của MU từ thời trước là rất đẹp. Icarus à, không phải đây là map khác. Takan mình chưa lên cấp 108, mình chưa lên được cái phần cao hơn. Phần tọa kỵ này thì mình cũng tùy các bạn thôi, các bạn có thể lựa chọn mà nạp để lấy những con cao hơn, tùy các bạn nhé. Này mình không rõ được, còn con hịn này bố lên làm một cái tiền chơi. Trong shop bán nhiều lắm, các bạn có thể tích góp cái điểm để mà mua. Đây này, bây giờ con này có con này 48.000 này. Nếu mà mình không mua gì thì chắc mình cũng mua được con này rồi, con ngựa sao trời rồi, đẹp vãi chưởng luôn. Nhưng mà là mua hết sừ rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu à, đập hết nguyên liệu mua hết. Ồ, vẫn ở đây, vẫn là cánh lớn ác ma ở đây. Ui chà. À, chúng ta về Daviat một tí nhỉ. Về về Daviat à, về Lorencia ngắm nhìn tí nào, nhìn hoa cả mắt rồi. Cái phần đi một lúc này mọi người cũng căn nhá, bởi vì một ngày đi được 3 lần mà mỗi lần là cách nhau tầm khoảng 30 phút, mọi người cứ căn nhau như thế. Đây nhiệm vụ thợ săn đền thưởng nó ở đây. Ok, mình xin kết thúc video rồi nhá. Bye bye, xin chào mọi người. Vừa rồi là cái phần đánh giá trải nghiệm khoảng 2 tuần mình chơi cái game này. Hy vọng mọi người sẽ thích video. Mọi người nếu mà có ý kiến gì thì xin comment cho mình biết ở phía bên dưới nhé mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.